giống như kiểu lớn trong làng uống bọn chị thì sẽ gọi là hồng thổ đó. Thì chè đây trên này có rất là nhiều những cái vân họa tiết nó kiểu trùng điệp với nhau ấy. Thì ý tưởng của em xuất phát để làm nên chiếc đĩa này thế nào? Nghe đây nhiều cái kỹ thuật của làng Ota của bên Nhật. Thì em từ cái kỹ thuật cơ bản thì trong quá trình làm thì em sẽ tạo ra đây một giọt nước đặc hoa. Wow, các bạn có thể nhìn thấy đây, đây chính là một giọt nước. Khi chúng ta thả một giọt nước vào đại dương đúng không, thì những cái vòng tròn vòng tâm này đúng không, sóng theo vật lý học ngày xưa gọi là sóng. Ok, vậy là giọt nước đúng không? Thế còn cái này thì sao, chị cũng khá là ấn tượng cái đĩa này. Thực ra trong quá trình làm thì cái sự nỗ lực cũng cần thực hiện rất là cao. Thì từ cái kỹ thuật bản là mùi hướng thì em lại đa dạng thêm các hướng, thì cái đường đây cũng là đường sóng, đây cũng là đường sóng. Ở giữa đây chị đang thấy giống vỏ sò này. Dạ dạ đúng rồi, nó cũng liên tưởng đến biển nha. Bởi vì trong dự án thì bọn em cũng hướng tới là thủy cung, cho nên là trong cái sản phẩm ngôn ngữ của sản phẩm cũng có những sản phẩm sẽ thiên hướng về sóng biển và đây cũng là một chiếc chén trà đúng không? Chén này chị muốn em có thể chia sẻ thêm cho chị về cái công năng khi mà người thợ chúng ta chế tác ra cái chiếc chén trà, chúng ta sẽ phải lưu ý về cái gì yếu tố gì không? Chén như chiếc chén trà này khi mà em sẽ cái công năng trước tiên là cái sản phẩm cũng an toàn, thì bọn em sẽ sử dụng nguồn đất cũng như là cái màu men là thực vật. Màu men là bọn em sử dụng hoàn toàn màu men cho thực vật và lúc mà thì yếu tố an toàn thì bọn em đặt lên hàng đầu. Và sau đó là cái công năng. Công năng thì khi một chiếc chén trà mà khi người thưởng trà uống thì là thể hiện sự muốn là uống trà hay là nhẹ nhàng. Thì cả bọn em cũng nghiên cứu và để ý đến cái dòng nước chảy, thì khi cái dòng chén, cái chén trà của em cái khi lưng nhẹ lên thế này thì dòng nước đã được chảy hết ra ngoài, thì mình sẽ chỉ cần nhưng rất là từ từ trà sẽ tự trôi vào, chứ không cần phải gọi là có những chiếc chén mình sẽ không hiểu, mình sẽ uống mình phải hút nó lên là mình phải dốc ngược lên. Thì đây chiếc chén này với thiết kế bên trong chỉ cần nâng nhẹ nó sẽ chảy nhẹ. Thế thì chị xin góp ý luôn nhá. Dạ. Nếu như trong cái dự án này bọn em đã có ấm, đã có chén ấy, thì có khả năng làm cái bàn trà. Dạ, dạ, dạ. Để mọi người có thể thưởng trà ở đây, với cả có thể trải nghiệm rằng là giống như em nói là khi chúng ta chỉ cần nâng nhẹ thôi, là đối với cả người nghệ nhân Nhật Bản sẽ quan tâm là khi mà chúng ta đặt chén trà vào đây đúng không? Cái sự cảm nhận giữa môi với cả chén trà mà nó không quá dày, thì chúng ta sẽ cảm nhận như kiểu là cái gì đó rất là mỏng mảnh nhẹ nhàng và cái vị ngọt này đồng nghĩa khi mà chúng ta nhấp chén trà đúng không? Vậy là khi mà chúng đối với người Nhật Bản ấy là khi họ chế tác một chiếc ấm trà hay là một chiếc chén trà, họ rất là quan tâm đến cái công năng đến người tiêu dùng, tức là đầu tiên là chúng ta phải nghĩ đến người tiêu dùng thôi. Cảm giác là thoải mái là thưởng thức chén trà này ngon đúng không? Rất là nhiều yếu tố để làm ra một chiếc ấm chén để có thể là thỏa mãn được người tiêu dùng đúng không? Rất là thích. Và đây lại là một cái tác phẩm vừa nãy là em nói với chị rằng là có thể là do họa biến, những cái chén này đặt ở những cái vị trí mà gọi là nhận nhiều nhiệt nhất đúng không? Chịu của sóng sóng lửa. Các bạn nhìn thấy đây có sự khác biệt này, nếu mà chúng ta sờ vào đây là sẽ cảm thấy cái độ thô ráp này, còn chỗ đặt hoàn này hoàn toàn là rất là bóng bẩy và đều đặn nhau đúng không? Đây cũng gọi là hỏa biến. Dạ vâng, đây thì có thể gọi là hỏa biến luôn ạ. Bởi vì cái hỏa biến, quan điểm của em thì hỏa biến thì chỉ có thể sinh ra trong lò. Và tại sao gọi là hỏa biến? Bởi vì khi lửa, ngọn lửa trong lò sẽ thay đổi thì nó không đều, và cái ngọn lửa ở đây thì nó sẽ mang theo cái cho, và cái cho là cái thành phần bọn em đang làm men cho là những thực vật. Khi bay vào thì nó làm thay đổi tỷ lệ ban đầu bọn em đã định dạng trước cho cái bộ men đó. Thì khi đó làm biến đổi mà mình không lường trước được thì nó gọi là hỏa biến. Hỏa biến đúng không? Không, chúng ta không thể kiểm soát được. Nhưng mà mình thấy rằng là những cái tác phẩm hỏa biến là những tác phẩm mà nó rất là độc bản. Dạ dạ đúng rồi. Không thể làm lại vị trí, mỗi một lần đun vẫn là vị trí đó, nhưng trong đầu thì nhiệt sẽ khác nhau. Và nhất là với gốm thủ công. Dạ. Bản thân Mai thì đã gặp rất là nhiều cái trường hợp khi mà Mai làm gốm thủ công cho những khách hàng rất là yêu gốm ấy, thì là những khi phải vuốt bình đến lần thứ ba, lần thứ tư và lung mấy lần mẻ mà vẫn không ra được cái màu đúng như là khách hàng mong muốn. Và mình biết rằng nếu như mà đi theo con đường gốm thủ công ấy, thì nó sẽ yếu tố độc bản. Chấp nhận điều đó. Nhưng mà đó là chính là cái nét đẹp rất là riêng. Bởi vì mình yêu gốm thủ công, tại vì là gốm thủ công rất là có cái hồn của đất và cái hồn của người thợ là cái chân tương trong đấy. Ok.
Thế thì mình muốn Vân có thể giới thiệu cho mình